quý vị khán thính giả gần xa đã quay trở lại với kênh Kim Hân Vlog. Hôm nay để tiếp tục chương trình văn nghệ, Kim Hân sẽ nhờ tiếng đàn mùi mẫn của anh Trung anh đàn giúp em hát một bài gửi đến quý vị khán giả nha anh Trung. Đó là bài Gánh Bưởi Biên Hòa anh. Mùi thanh từ ngày khói lửa đao binh cô em bán bưởi bỏ mình gì đâu ngọn gió xuân đường quê mắt rời yêu điệu trên vai một gánh bưởi biên hòa nàng hé nụ cười duyên khoe hàm răng trắng như ngà nghiêng nghiêng dành tưởng bóng
hoàng giai một anh bước biên hoàng. Khi đất nước hải hùng trong khói lửa, máu căm hờn bừng dậy khắp quê hương. Đất biên hòa còn nhớ giờ đây đảo tàn trong nắng hạ, cây lá xơ rơ như nhuộm máu dân lành. Rơi rụng đầy sân, bỗng thấy cõi lòng rào rạc mừng quân. Khi hình dung lại bóng nàng thôn nữ bên nhịp cầu tre lắc lẻo, nụ cười duyên nở giữa môi hồng. Trời ơi, nghe ông lão trình bày cơ sự, anh bàng hoàng như sét đánh ngang tai. Những chiếc lá vàng thi nhau rơi rụng tung bay, như muôn giọt lệ khóc thương đời trinh nữ. Cô Dung ơi, nụ cười kia đã tắt rồi, trong khói lửa nhớ lại ngày này năm ấy, nghe sóng sang khi gặp gỡ bên đường, tiếng chim vẫn hót liêu. Chào.
chập chờn mái đường. Gió đưa cơn trúc la đà cô em bán bưởi biên hòa còn đâu. Bài hát của Kim Hương đến đây cũng đã. Bài hát của Kim Hương đến đây cũng đã kết thúc rồi quý vị. Kim Hương kính chúc tất cả quý cô chú bác gần xa và các anh chị em, các em nhỏ, các em học sinh luôn luôn dồi dào sức khỏe và gặp được nhiều điều mà mình mơ ước. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của Kim Hương ạ. Của Kim Hương đến đây là kết thúc chứ. Đã của Kim Hương đến